Con mừng tuổi thế là được rồi, nhưng mà ý ý là nếu mà lúc đấy mẹ nhanh ra thì mẹ cũng mừng tuổi cho chúng nó tí thì được. Ba cái túi để không tìm thấy, nghĩ chưa bị tìm thấy tiền. Nó đâu ta tưởng là Hoan nó đi túi bóng nó nằm nó sao đi đâu chúng ta bị nhầm. Thế à? Các bạn đây là bà Ngọc Vlog. Đây. Đây. Đây là bà Ngọc Vlog và đang về quê và chuẩn bị đốt đống rơm. Để hôm nào tôi đưa lên YouTube. Hello các bạn. Chào các bạn chưa? Bà Ngọc Vlog chào các bạn chưa? Lúc nãy bà Ngọc bị khóc nhè đấy mọi người ơi. Bà Ngọc Vlog đang bị móm rồi, rơi hết răng rồi. Bà bị ngáo ngơ lắm mọi người. Đây là cụ mọ mọi người ơi. Không đi mà mặt to đi ngồi đến mà. Là một fan hâm mộ bóng đá của MU mọi người ạ. Fan của MU đấy nhé. Không bao giờ cô kể cho các cái loại kia này. Các bạn thấy có thấy cái gì không? Ờ đấy là hai vợ chồng cô chú đây này. Hả? Hai vợ chồng chứ không chúng ta nhìn nhau. Thế sao anh lại hỏi cô có ở cùng chú không? Nên vợ chồng chỉ ở cùng nhau ở cùng ai? Chú này chú làm cai xây dựng chú hay chú bồ à chú bồ này mẹ nhỉ ban có gì rồi ban nữa đây em thằng bắc này chú là cai xây dựng đấy. Hồi giống kiểu cầu nghĩa đấy. Đây là con nuôi của ông. Là Nguyễn Thanh Nga.